Thưa quý vị, các loại ma túy mới xuất hiện với tốc độ nhanh chóng đang đe dọa sức khỏe cộng đồng, cùng với đó cũng khiến cho công tác điều tra, đấu tranh phòng chống ma túy gặp nhiều khó khăn. Và Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo đến người dân về một loại ma túy cực độc thấm qua da và gây đột tử. Đồng thời, bộ này cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để truy tìm loại ma túy đặc biệt nguy hiểm này. Loại ma túy thấm qua da đi vào tĩnh mạch có tên là fentanyl. Theo Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy C04, năm 2023, nước Mỹ đã ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong do sử dụng fentanyl quá liều. Fentanyl được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như sứ trắng, heroin tổng hợp. Loại ma túy này cũng được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocaine, heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa fentanyl giả. Người sử dụng rất dễ tử vong do không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu. Fentanyl được buôn lậu vào Mỹ phần lớn từ Mexico và các quốc gia Trung Quốc và Nam Mỹ. Hoa Kỳ thì rất lo vì người ta cũng đã trong năm 2023 là sốc chết hơn 100.000, nhưng chủ yếu là giới trẻ. Thế và cái chất này 7 năm người ta mới tìm ra được. Đấy, về nghiên cứu bởi vì nó luôn là cái chất mới. Và người ta nói là với cái vị trí địa lý của Việt Nam như này thì không xa, có lẽ các đối tượng lợi dụng đưa vào. Đến nay chúng ta chưa phát hiện thôi, chứ không phải là không có. Thế và chính vì việc này là ngay về cái chuyến công tác tôi đã báo cáo với Bộ trưởng, với lãnh đạo bộ và chúng tôi triệu tập ngay một cuộc họp khẩn với lại chỗ Viện Khoa học Hình sự đây là làm việc với đồng chí Cục trưởng, ra một cái thông điệp thông báo của địa phương là tất cả những cái vụ bắt mà nếu có sốc chết ma túy thì phải giám định xem có fentanyl không. Và từ đó chúng ta truy nguồn gốc xem ở đâu đưa vào. Thế còn nếu mà ma túy truyền thống này, ketamine, heroin, methamphetamine, ma túy đá các thứ thì chúng ta đã nhận diện cái tuyến đưa vào rồi. Cái nào đưa vào và đi đâu là chúng ta đã có các cái tuyến đường bộ, đường biển không là chúng ta nhận diện đầy đủ. Thì cái chất này rất là mới và đến nay chúng ta cũng phải đang tích cực để phối hợp với các đơn vị chức năng. Nếu có là chúng ta phải, bởi vì nó rất là độc. Thế bạn nói là 0,2mg bằng một cái đầu bút chì, chỉ cần chấm vào da là thẩm lĩnh qua da vào tĩnh mạch là có thể đã bị sốc. Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau rất mạnh, gấp 100 lần morphine, 50 lần heroin, được sử dụng có kiểm soát trong điều kiện trị bệnh ở nhiều nước. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Qua giám định, Bộ Công an chưa phát hiện fentanyl và các chất dẫn xuất của loại ma túy này được thu giữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy từ châu Mỹ và lan rộng sang châu Á, C04 cho rằng việc xuất hiện loại ma túy này tại khu vực và Việt Nam là tất yếu. Để phòng tránh hiểm họa fentanyl, theo C04, trước hết cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn dân về tác hại của hiểm họa ma túy, nhất là các loại ma túy mới. Ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc, bóng cười. Cục C04 cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường, công thương, y tế, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam. Đặc biệt, các đơn vị liên quan như Viện Khoa học Hình sự, các bệnh viện cần tăng cường phối hợp điều tra những ca đột tử để truy tìm loại ma túy này. Rất nguy hiểm và Hoa Kỳ cho chúng tôi xem một cái đoạn clip là cái lực lượng DA là trực tiếp bắt không đeo găng tay, dính vào và sùi bằng dép, dẫy và chết. Tức là đến khi tôi nói và các cái đồng chí ở cục C19 này, các bác sĩ pháp y cũng rất đáng lo ngại, sợ luôn cả mình ấy. Sơ suất khi không đeo găng tay mà dính vào cái này thì có lẽ là cũng rất gây go. Đấy cũng là một cái điều đáng ngại, thì chúng tôi phải cảnh báo ngay. Và đây cũng là chất mới và chúng ta phải thông tin ngay. Bây giờ nhá, cái thứ nhất là chúng ta phải, bác sĩ pháp y phải giám định cái sốc chết đấy là do chất ma túy gì. Nếu như các chất ma túy truyền thống thì rõ rồi, heroin, ketamine, các thứ. Nhưng nếu là fentanyl thì phải truy xuất nguồn gốc. Bây giờ cái đấy mua ở đâu, mua của ai, trong tụ điểm nào và tìm bằng được để xem là đối tượng đưa từ nước ngoài. Vì chúng ta không có cái chất này, cái đấy là phải đưa từ nước ngoài về. Theo Bộ Công an, trong khu vực Đông Nam Á, fentanyl đã được phát hiện thu giữ tại Myanmar, Lào, Thái Lan. Trong đó, Thái Lan đã thu giữ hơn 510 tấn aniline, có thể sử dụng để sản xuất 80 tấn fentanyl. Việt Nam cũng không loại trừ nguy cơ loại ma túy này đã thẩm lậu vào trong nước.
Với đường biên giới trên bộ dài 468,281 km, tiếp giáp với 3 tỉnh là Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào, lại gần với khu vực Tam Giác Vàng là một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất của thế giới. Nghệ An luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy và buôn lậu. Do đó, công tác tuần tra bảo vệ đường biên giới, cột mốc, đấu tranh với các loại tội phạm luôn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chú trọng. Hàng loạt các chuyên án lớn được triệt phá đã nhằm góp sức bảo vệ an ninh vùng biên cương nơi đây. Quản lý cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng 30 km đường biên giới nên nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khá nặng nề. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, toàn bộ lãnh thổ, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở các cái đặc điểm tình hình tội phạm, đặc biệt là trên địa bàn biên giới của xã Nậm Cắn, xã Tà Cà thì có cái mối quan hệ thân tộc trong họ với các cái đối tượng trên địa bàn ngoài biên, cũng như là cái trình độ nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn cũng đang còn hạn chế. Thì trên cơ sở đó thì dựa trên cái kế hoạch công tác phòng chống tội phạm ma túy hàng năm của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, thì đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt là công tác phòng ngừa. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo lực lượng trạm kiểm soát là kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất cảnh xuất khẩu qua các khu cửa khẩu. Để đảm bảo tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Siêng Khoảng, Lào cũng đã tổ chức hội nghị trao đổi thông tin, góp phần phát triển kinh tế, thương mại và vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Siêng Khoảng. Thời gian qua, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự hai bên biên giới, nhất là tại khu vực cửa khẩu, chúng tôi cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết các vấn đề có liên quan. Thứ nhất là chúng tôi làm tốt cái công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức khép kín, tuần tra khép kín trên biên giới 24/24 giờ, đặc biệt là tập trung vào các cái cửa khẩu, đường mòn, lối mở và cái địa hình mà chúng tôi xác định là đối tượng có thể lợi dụng để vào cái thời tiết, địa hình để vận chuyển ma túy. Vấn đề thứ hai là chúng tôi đi sâu vào, tập trung vào cái công tác nghiệp vụ, chú trọng vào cái công tác là nghiệp vụ điều tra xác minh. Thì chúng tôi sẽ tập trung điều tra xác minh làm rõ các cái đối tượng hai bên biên giới. Trên cơ sở đó là sẽ xây dựng các cái kế hoạch nghiệp vụ và xác lập các cái chuyên án để là tổ chức đấu tranh triệt phá, bắt giữ ngay từ đầu, ngay từ biên giới. Được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về tác hại ma túy nên người dân cũng hiểu rõ. Người nghiện ma túy thì kinh tế kiệt quệ, trâu bò, lợn gà đều phải bán hết, con cái cũng không được đi học. Kẻ đi buôn, vận chuyển thì bị nhà nước bắt đi tù. Kể cả cái công việc từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là cả cái đề án mà liên quan đến ma túy hay là an ninh trật tự thì đảng ủy xã, đảng ủy đồn luôn luôn song hành cùng nhau. Cái đề án này thì đảng ủy đồn cùng với xã, cùng với công an xã là anh em thực hiện lồng ghép, phối hợp nhau triển khai thực hiện từ đầu đến cuối, rất là hiệu quả. Đến nay thì cơ bản là xã Nậm Cắn chúng tôi là đã đẩy lùi cái tệ nạn ma túy. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian tới tình hình tội phạm về ma túy, đặc biệt tại khu vực biên giới Nghệ An, còn diễn biến phức tạp. Đối tượng này cũng rất manh động, luôn thủ sẵn vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt, nên công tác đấu tranh lại càng khó khăn. Để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, cùng với công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các đồn biên phòng cũng đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thưa quý vị, từ gần 7 năm trước, vào tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường vào cụm 3 của trường Thanh Xuân Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà dự án đến cuối tháng 12 năm 2023 mới bắt đầu được triển khai. Thế nhưng cho đến hiện tại thì việc thi công tại đây lại đang cầm chừng ngổn ngang, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là hình ảnh ngõ 168 Nguyễn Xiển. Nhếch nhác, bẩn thỉu, mặt đường vỉa hè bị cao bóc nham nhở,
nhiều đoạn biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, những khối bê tông lớn. Bên cạnh đó, một số hố ga chỉ được cảnh báo bằng gậy, rồi căng dây tạm. Hệ thống đường rãnh thoát nước thi công, nhưng không được đậy nắp kịp thời, không được cảnh báo vị trí nguy hiểm. Ông Dũng, người dân sinh sống tại đây, không khỏi bức xúc vì hàng ngày phải sống chung với những điều này. Nói chung là rất khổ. Đấy bác, giờ các cháu nó đi học về, xe cộ nó dẫn ra vào, rất khổ. Nhưng mà vì làm đường thì vì vậy là phải chỉ cắn răng thôi, chứ còn chán lắm, rất chán. Vừa mới làm xong bây giờ lại vũng nước thế kia, thế là bụi, đi vài bữa cái là bùn lại bắn hết tất cả lên mọi người. Ghi nhận hiện tại, tuyến đường đang được các công nhân tiến hành giải bày đường. Tuy nhiên công trình thi công lại không có biển báo, giao chắn thì sơ sài, chỗ có chỗ không, không có người điều tiết giao thông, không có biển thông tin dự án, khiến các phương tiện di chuyển qua đây vô cùng khó khăn. Đi qua cái đường này thì nó rất là không đảm bảo an toàn. Như trời mưa thì đường rất là trơn trượt, cũng mất an toàn giao thông. Nói chung là tay phụ nữ mà tay lại yếu thì đi qua cái đường này thì cũng khá là nguy hiểm. Nắng lên là bụi, thì mưa thì nó bẩn ra đây như thế này này. Đấy, thì chắc chắn ảnh hưởng. Là đầu tiên ấy, thì là cũng bị có những người bị sa xuống hố, xa nhưng mà không phải gì. Xe lao xuống, ngập, người ta lao xuống chỗ này. Từ gần 7 năm trước, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân ban hành quyết định phê duyệt dự án nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông do trong con ngõ kết nối đến 5 trường học. Theo phê duyệt, dự án thực hiện trong giai đoạn năm 2017-2019. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng của dự án mới cơ bản được hoàn thành do nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, việc thi công dự án ngổn ngang gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông lại làm đi ngược lại mục đích vốn có ban đầu. Mong là các cái bên chủ đầu tư, các cái đơn vị thi công thì là cũng đảm bảo cái an toàn trong cái việc mà xây dựng cái con đường này, thì tránh cho việc tức là máy xúc hay là máy cẩu ấy làm việc thì nó cũng các cái phần mà đảm bảo an toàn cho cái người đi đường thì nó cũng còn hạn chế. Thì cái này cũng mong cái bên thi công khắc phục. Tất nhiên thời đại muốn xong sớm cả. Trước kia dự kiến là làm 3 tháng. Bây giờ là sao nghe nói đến tháng 6 là xong. Bây giờ đến hết tháng 6 không biết có xong được không. Mình mong xong trong tháng 6 để đi lại cho nó thuận tiện, cho sạch sẽ. Ngõ 168 Nguyễn Xiển có chiều dài khoảng 750m. Điểm đầu tuyến tại nút giao thông với đường Nguyễn Xiển. Điểm cuối tuyến tại nút giao thông với đường Triều Khúc. Việc mở rộng ngõ 168 đường Nguyễn Xiển sẽ mang lại bộ mặt đô thị mới khang trang, giải quyết được những vấn đề tồn đọng. Người dân mong muốn tuyến đường thi công đảm bảo an toàn, sớm hoàn thành để giải quyết nỗi khổ tại đây.